Hello, chào toàn thể anh em đam mê bẫy chim ha. Và chào mọi người đang xem video của mình luôn ha. Thì hôm nay tiếp tục quay thành quả bẫy chim đêm tối nay cho anh em xem nữa ha. Hồi hôm có anh em nào được nhiều không anh em? Mình thì tối nay cũng tạm ổn nha anh em. Nói chung ra tối nay cũng đâm sảy hết mấy con đó anh em ơi. Gió quá trời, gió tấp ngược không. Anh em coi cái thịt đuối nè. Nó đùng 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 kiểu này đâm sảy trơn luôn anh em. Sảy hết hai con trống con mái nha nè. Mình đi nó văng nó đâm rồi bắt đầu nó văng xuống đi nó bay ra. Buồn ghê luôn. Coi nè. Gió nó ép tụng anh em thấy không? Gió từ đây qua nè. Gió ngược không à, gió tấp không. Thành ra nó ép tụng nó đâm văng không à. Nó đâm sao đó. Coi nè. Bữa nay để mình qua mình căng sửa lưới lại mới được. Để đâm sảy quá trời luôn anh em. Hai đêm nay rồi. Giờ quay thành quả cho anh em xem. Mình mới gom đồ xong rồi. Bốn con gà với đâu 5-6 con cò vậy đó anh em ơi. Bữa nay cò đi mạnh ghê trời. Được cò đỏ đâu 6 con hay gì. Cơm nấm nè. 1 2 3 4 4 con với đầu 2-3 con mắc xéo gì à? Giờ dẻ chứ thổi cái đi chim con bên mình giờ hết đi anh em ơi, không còn đi nữa. Bị trong này nó hơi khó thấy, để mai mốt mình đem cái dựng máy quay theo rồi mình cột chim quay cho anh em xem rõ hơn, chứ quay kiểu này nó hơi không được rõ mấy à, anh em thấy không, nó hơi mờ. 1 con nè 2 con nè. Đây 2 con nè, thấy không, đây 1 con nó 3 nè, 1 con nó 4 nha anh em. Đó, quay chi tiết cho anh xem luôn rồi. Thì nói chung là bữa nào mình quay bữa đó nha nè, ít mình quay theo ít, còn nhiều mình quay theo nhiều nha nè. Hồi hôm nếu mà không xảy 2 con đó nữa là cũng vỡ trận nhẹ nữa rồi. Nói chung ra là tại gió nó ép tùng rồi xương nó quằn xuống thôi mới nó xảy thôi, chứ ngoài ra là đâm cũng không có xảy đâu. Thường thường mình thổi mấy bữa trước đâu có xảy đâu. Chỉ có 2 đêm nay là gió nó ngược lại không à, gió nó tấp ngược lại rồi xương nó. Trời ui ui nè nè, xương quá trời. Thành ra nó xẻ lưới xuống đó, nó đâm cái túi với cái túi nó đụng nhau cả anh em thấy không? Cái túi cái tùng trên nó với cái tùng cái dây viền dưới nó đụng nhau, thành ra nó đâm toàn là đâm văng không. Nói chung ra đâm văng luôn á. Đâm cái rớt xuống cái phịch. Thì thành quả như đây nha anh em. Nói chung ra cũng tạm ổn rồi. Còn anh em thì sao rồi? Nhầm anh em thì mình có gửi tiếng cho anh em mấy cái tiếng đó là tiếng đó mình đang đánh luôn á anh em, đang đi luôn á. Còn anh em đánh không đi cái đó chắc là do đồng á anh em ơi. Đồng anh em sao rồi đó. Chứ cái tiếng đó là mình đang đánh ăn luôn á anh em. Chứ mình ngày nào cũng mình quay hết trơn anh em thấy không? Mình có nói dốc anh em đâu. Nói chung ra tiếng nào á mình đánh ăn là mình gửi cho anh em quýnh à. Để cho anh em đi đồng đi ấy đồ có chim với người ta, chứ còn gửi tiếng tào lao anh em đánh không có. Thôi bây giờ đến đây cũng kết thúc nha anh em. Hẹn gặp lại anh em mai, mình tối nay mình ra, mai mình ra video cho anh em xem tiếp tục ha. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi cái kênh của mình ha. Còn anh em nào đăng ký rồi thôi. Rồi chào anh em ha.